Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một chiếc máy in để bàn, có thể in hóa đơn bán hàng qua điện thoại luôn. Đó, thao tác hoàn toàn từ trên điện thoại các bạn nhé. Tốc độ in là 200 mm trên giây. Đó, in xong tự động cắt giấy mà không cần phải xé. Đây, 18 cm tính theo chiều ngang như này các bạn nhé. Đây, in xong nó sẽ tự động cắt ra, chúng ta chỉ cần giật nhẹ lên thôi. Giật nhẹ ra thôi. Đó, nó sẽ tự đứt này các bạn này. Đúng không ạ? Máy in này thường dùng để in hóa đơn bán hàng tại các cửa hàng, ví dụ như minimart, tạp hóa, siêu thị, in cả trên máy tính đều được các bạn nhé. Hoặc các shop bán hàng online chỉ sử dụng điện thoại thôi mà chúng ta cần in qua điện thoại thì chúng ta sử dụng những cái máy có cổng kết nối LAN nhé. Máy này là mã Xprinter D200UL, đây có cổng kết nối USB và kết nối dây mạng như thế này. Khi mua máy in, bên mình sẽ tặng kèm một cái đoạn dây mạng khoảng 5m để chúng ta cắm từ máy in vào cái modem wifi. Điện thoại cùng bắt cái wifi với cái modem đấy là chúng ta có thể in trên điện thoại được. Máy này hay sử dụng để in các livestream Facebook ấy. Đó, in các bình luận chốt đơn của khách hàng qua các app, ví dụ như app mình thấy hay dùng là chốt đơn qua Tpost chẳng hạn. Đấy. Hoặc các app bán hàng ví dụ như Sapo, Kiosk Việt, Loivers, sổ bán hàng, Vote 365, những cái app mà có hỗ trợ tính tiền in hóa đơn từ trên điện thoại, in qua mạng LAN wifi thì đều được nhé mọi người. Đó, đây là chiếc máy in. Đó, máy in này thiết kế rất là đẹp mắt, thời trang, nhỏ gọn. Tốc độ in là 200 mm trên giây, in xong tự động cắt ra như thế này. Ngoài ra máy này có thể sử dụng để chúng ta có thể in mã vận đơn của app Vietnam Post nhé các bạn. Nếu in app Vietnam Post để chúng ta dán mã lên gói hàng thì các bạn sử dụng cái loại giấy, nó là giấy bóc dán nhé. Bên mình có bán cái giấy bóc dán như này. Đấy, ở hai bên này, hai bên như này. Đấy, chúng ta có thể bóc ra như này luôn các bạn này. Đó. Bây giờ mình sẽ lắp cái giấy này cho các bạn xem nhá. Còn video về lắp máy và giấy thì rất là đơn giản, chỉ mấy phút là xong thôi. Bên mình cũng có video riêng cho nó rồi. Thì khi mà mua máy thì bên mình cũng sẽ gửi cái video để các bạn có thể lắp chiếc máy in này nhá. Cái này đơn giản làm ai cũng có thể lắp được. Đấy, và in trên điện thoại thì chúng ta chỉ cần sử dụng app thôi, không cần phải cài đặt gì cả. Bên mình sẽ liên hệ để lấy cái IP modem nhà các bạn là gì, sau đó sẽ set IP máy này theo modem nhà các bạn. Hoặc là chúng ta chỉ cần cắm một cái dây kết nối, nó có cái dây kết nối USB như này nhé các bạn nhé. Cắm từ máy in đến máy tính để chúng ta có thể đổi IP theo chúng ta muốn là đều được, nếu chúng ta có máy tính. Và để biết IP của máy in là gì này, các bạn tắt công tắc này, giữ tay vào đây, giữ tay vào nút fit này, nhấn vào đây, sau đó bật lại công tắc nhé. Đợi mấy giây thì chúng ta buông tay ra, đây chúng ta làm lại nhá. Nó nháy đỏ lên một cái là chúng ta buông tay. Đó, thì các bạn nhìn này. Các bạn quan tâm đến cái IP address là 192.168.1.245. Cái này là mình đặt theo modem wifi nhà mình. Tại vì wifi nhà mình nó là ba dải này này, 192.168.1. Đấy, còn nếu nhà các bạn .0 thì các bạn cũng phải đặt là .0 nhá. Đó, bây giờ mình sẽ in cái app Vietnam Post cho các bạn xem. In những cái này thì chúng ta đều vào app, nó có cái mục cấu hình máy in thì chúng ta chỉ điền IP cho máy in thôi, chứ không cần phải làm gì cả. Ở đây mình sẽ, đây là cái app Vietnam Post như này nhá mọi người. My Vietnam này. Đấy, bấm vào đây. Cái này mình điền IP của máy in rồi. Nó có cái mục này này. Mục hình người này. Đây nhá. Ở đây có mục hình người này. Đấy. Cấu hình máy in này. Đấy, các bạn thấy chưa? Xong bấm vào cái chỗ kết nối wifi này nhá. Bấm vào dấu cộng này. Đấy. Sau đó thêm điền tên của máy in là gì này. Điền IP ở đây. Đấy, mình đang điền là 192.168.1.245. Còn cái địa chỉ port này thì mặc định như này. Tích vào cái TISO này. Tích vào cái mẫu in 80. Xong bấm lưu cấu hình là xong. Đó, xong chúng ta vào mục quản lý đơn này. Đấy, danh sách đơn hàng. Đấy, tìm đến những cái đơn phát sinh trong ngày mà cần in đấy. Xong nó có đơn ở đây thì chúng ta bấm in thôi. Đó. Các bạn nhìn thấy này. Đây. Một điều đặc biệt là máy này là in giấy bóc dán được nhá. Cũng tương đối nét luôn. Đó, các bạn nhìn thấy này. Bóc. Bóc bóc bóc. Đấy, bóc ra như này. Đúng không ạ? Sau đó chúng ta dán lên gói hàng luôn. Đấy, các bạn nhiều đơn thì chúng ta không phải ngồi để ghi tay những cái này ra đâu. Đấy.
chúng ta in cái giấy này trông rất là chuyên nghiệp, và quan trọng là tiết kiệm cái thời gian và chi phí công sức nữa. Đấy, chúng ta cầm như cái này, cầm cái này dán luôn lên gói hàng là xong. Nó là giấy bóc dán nhá mọi người, bóc dính. Đấy, nó dính lắm đấy. Bóc dính đấy nhá mọi người. Đấy, hoặc là các bác dùng các app bán hàng mà muốn giao đơn cho khách hàng ấy, thì chúng ta cũng in từ những cái app bán hàng nhá. Ví dụ ở đây mình đang thử in là in đơn sổ bán hàng này. Đấy, những cái đơn này này thì chúng ta cũng để bóc, nếu mà chúng ta muốn dán thì chúng ta mua giấy bóc dán nhá. Còn nếu mà chúng ta không cần bóc dán thì chúng ta dùng giấy thường nhá mọi người. Và lưu ý là cái giấy thường này nếu in ra chúng ta dán băng dính lên chữ thì chỉ một lúc sau là cái chữ nó bay mất nhá các bạn nhá. Nên là lưu ý là cái loại giấy thường là không dán băng dính nhá, dán băng dính chỉ dán vào cái khu vực không có chữ thôi. Đấy, còn nếu các bác muốn dán lên gói hàng thì mua ngay cái loại giấy bóc dính nhá. Cái này hay dùng là in mã vận đơn từ T-Post ra ấy. Trong T-Post mình thấy họ hay tích hợp với lại các bên giao hàng luôn thì có thể in luôn nhá các bạn. Đấy, hoặc đây là in app Loivert này. Đó. Thế nên là tùy app họ thiết kế mẫu như nào thì in ra thế nhá. Trên điện thoại thì mình còn chỉ sửa được thông tin của cửa hàng thôi. Thông tin đầu hóa đơn với cuối hóa đơn thôi các bạn. Đấy, hoặc là app Sapo này. Đấy, những cái cấu hình máy in này thì cũng rất là đơn giản luôn. Và mỗi cái mục tìm đến cái mục là có thiết lập máy in ấy. Đấy. Điền cái IP của máy in vào đây. Đây, chúng ta bấm thêm này. Ví dụ như app Sapo này. Của 80 mini nhá. Chúng ta điền vào đây. Ví dụ là 192.168 này. .1 này. .245 này. Chỗ này điền gì cũng được nhá các bạn. Đó. Xong bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta in đơn thôi. Đấy, tạo đơn mới hoặc là mình sẽ mở ra đơn cũ để in cho nhanh này. Đấy, các bạn thấy không? Đây, app Sapo hoặc là Kiosk Việt, Post 365 đều được. Tức là các app đấy có hỗ trợ in để chỗ hỗ trợ chỗ in LAN Wi-Fi để chúng ta điền IP nhé các bạn. Đấy, như vậy là để in hóa đơn qua điện thoại, hiện nay thì các chị em bán hàng online cũng rất là nhiều. Và nhiều khi cũng muốn có một cái máy in từ điện thoại thì các bạn sử dụng máy này nhé. Máy này là X-Printer, mã là mã D200UL của 8cm. In xong tự động cắt giấy. Máy tương đối là nhỏ gọn đẹp. Đấy, 8cm thì nó tự động cắt giấy này. Chứ nếu mà nhiều khi là mua khổ nhỏ kia thì phải xé giấy nhá. Và chữ nó sẽ bé hơn, khổ sẽ bé hơn. Đấy, nên là bác nào mà cần sử dụng máy in hóa đơn thì các bác mua cái máy này nhá. Số điện thoại của bên mình là 0936456103 nhé các bạn. Ở trên máy khi mà bên mình bán máy ấy, đều có thông tin của cửa hàng, thông tin của công ty luôn này. Đấy, có số điện thoại luôn để các bác có thể liên hệ nhé. Cảm ơn mọi người.